Qua gần 20 năm đầu tư và phát triển Phú Quốc theo quyết định số 178 của Thủ tướng Chính phủ, Phú Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc. Từ quyển đảo với điều kiện khó khăn, tách biệt và xa với các trung tâm thành phố lớn của cả nước, ngày nay Phú Quốc đã có sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, đường điện cáp ngầm 110 kV giúp kết nối với mọi miền trên cả nước và quốc tế. Đồng thời, nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã có mặt tại Phú Quốc đầu tư xây dựng nhiều công trình với quy mô lớn, trang bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn tầm cỡ khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh Kiên Giang và tạo sức lan tỏa kết nối, phát triển cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Thời gian qua, thành phố Phú Quốc đã thực hiện các quy hoạch với sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Kiên Giang. Qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực cho việc phát triển Phú Quốc. Sự phát triển rõ nét nhất của Phú Quốc hiện nay là thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư với 321 dự án, tương đương 20 tỷ đô la Mỹ. Công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 cũng đã góp phần quan trọng cho thành phố Phú Quốc, tạo điều kiện cho đảo Ngọc thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Phú Quốc trong dài hạn. Người dân Phú Quốc, người ta từ trước đến giờ ta mơ ước Phú Quốc nó chuyển mình, bởi vì sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất giàu tiềm năng mà chưa có cơ hội phát triển, thì nay cơ chế chính sách của Trung ương đã cho ban cho Phú Quốc như thế, cho nên tạo đồng thuận cao trong người dân, nhận thức nó cao, cho nên mà khi mà chính quyền địa phương mà tổ chức triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội hoặc là các nhà đầu tư thì người dân được chấp hành tốt và sẵn sàng là bàn giao đất. Kể từ khi mà Phú Quốc mà được đặt vào trong cái tầm ngắm quy hoạch quốc gia như là một cái báu vật quốc gia đó, thì là cái gọi là cái tầm nhìn cho Phú Quốc nó thay đổi, và chúng ta biết là điển hình nhất ấy, là Phú Quốc được quy hoạch để trở thành gọi một đặc khu hành chính kinh tế của đất nước, và nhờ cái gọi là cái thể chế này mà Phú Quốc ấy có được thêm những cơ chế, có được thêm cái sự quan tâm, và trong đó nó hàm cái nghĩa là một cái tầm nhìn phát triển khác cho Phú Quốc, không giống bất cứ một cái địa phương nào cả. Phú Quốc là một trong những địa bàn đầu tư chiến lược của tập đoàn Sun Group. Với sự đầu tư và phát triển hệ sinh thái đầy đủ, các lĩnh vực đầu tư trọng yếu của tập đoàn gồm khu vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở hạ tầng. Sau hơn nửa thập kỷ đặt chân tới Phú Quốc, Sun Group đã đầu tư 60 công trình thuộc hệ sinh thái vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, bất động sản cao cấp, tạo sức sống mới cho Nam Phú Quốc, góp phần đưa Nam đảo từ làng chài thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu tại Phú Quốc. Nhiều công trình đã trở thành thương hiệu của du lịch Phú Quốc, đang góp phần đưa Nam đảo thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Phú Quốc, hứa hẹn trở thành thỏi nam châm hút dòng khách quốc tế trở lại mạnh mẽ trong năm 2023. Với 5 cái điểm nhấn khách sạn này cùng với khu vui chơi giải trí biển cấp treo Hòn Thơm, với những cái công viên nước, và đặc biệt thì trong tháng 12 cũng đã hình thành nên các cái tổ hợp, các cái khu vui chơi giải trí tại cái thị trấn Địa Trung Hải. Ở đó thì có cầu hôn, có một biểu tượng mới của Phú Quốc và cũng là niềm tự hào của đất nước. Thứ hai là chúng tôi có thêm cái show diễn, thì đặc biệt cái show này thì chỉ có mỗi ở Nam đảo là chúng ta được xem pháo hoa hàng đêm, và chúng tôi có cái chợ đêm vui phết. Thực tiễn cho thấy, nhờ những cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương và của tỉnh Kiên Giang áp dụng cho Phú Quốc đã giúp địa phương này thu hút nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn. Ngoài Sun Group, nhiều dự án đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn như VinGroup, BIMGroup, CEO Group đã đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng với các công trình lĩnh vực du lịch quy mô lớn, hiện đại, phục vụ du khách trong nước và quốc tế. Có thể khẳng định là Phú Quốc tiếp tục là điểm đến nằm trong trọng tâm phát triển của VinGroup, và là định hướng tiếp theo của chúng tôi sẽ đầu tư và phát triển những cái sản phẩm du lịch đặc trưng, xây dựng những hình ảnh cá tính cho điểm đến, để mỗi khi mà nhắc đến đảo Ngọc thì du khách Việt Nam cũng như là quốc tế đều nghĩ đến du lịch xanh, kinh tế về đêm, du lịch âm nhạc. Hiện nay thì tập đoàn CEO của chúng tôi đã đưa vào hoạt động hai cái khách sạn resort thương hiệu quốc tế 5 sao với quy mô số phòng là hơn 1.400 phòng, để tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động. Thì qua đây thì cũng góp một phần không nhỏ để tạo nên thay đổi cái diện mạo của Phú Quốc. Phải nói rằng nhiều năm qua thì Phú Quốc
cũng là điểm đến của các cái nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn vì cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, rồi là về hạ tầng, rồi dịch vụ công, đặc biệt cái cơ sở hạ tầng hiện nay đang dần đồng bộ. Qua thực hiện quyết định số 178, có thể nhận thấy trong hai thập kỷ vừa qua, thành phố Phú Quốc đã có sự lột xác nhanh chóng nhờ vào những chỉ đạo xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Định hướng phát triển Phú Quốc là tập trung phát triển du lịch, dịch vụ, phục vụ du lịch. Cùng với đó là sự chung tay đầu tư, đồng hành của các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Nếu mà kể thêm ra, chúng ta có thể kể rằng là những cái bước đi của Phú Quốc nó thêm từ trong vòng 20 năm trở lại đây, kể từ khi mà có cái định hình Phú Quốc về cái quy hoạch ấy, cho đến bây giờ, mà đặc biệt là 10 năm gần đây, thì Phú Quốc đã phải nói rằng là lột xác thay da đổi thịt, đạt đến một cái tầm gọi là cái tầm mà đẳng cấp, tôi vẫn nói là đẳng cấp hàng đầu thế giới. Trước tiên và chủ yếu là ở cái khía cạnh gọi là du lịch biển đảo. Đấy. Và hiện nay là Phú Quốc có lẽ là theo cái nghĩa đó là không thua kém ai. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể là tự hào về Phú Quốc. Giai đoạn từ nay đến năm 2050, ngành du lịch dịch vụ của Phú Quốc tiếp tục được định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn, là chủ đạo của mọi hoạt động kinh tế trên đảo. Đồng thời trong giai đoạn này, khuyến khích và ưu tiên thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư về các lĩnh vực về dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ hàng hải, dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, casino. Đồng thời cần tập trung nguồn lực để đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường công tác bảo tồn thiên nhiên.